con vì muốn được tiếp tục ngồi ghế chủ biên lại bất chấp thủ đoạn để bôi nhọ má. Là má bôi nhọ con? Tất cả sự thật trong lòng má đã hiểu rất rõ, không phải do con bịa đặt ra. Đức đã mang tất cả mọi việc, bao gồm những ân oán trước đây của má và Lorita nói hết cho con biết rồi. Nếu má thật sự muốn truy cùng đuổi tận thì con sẽ công khai bí mật của má. Con tưởng những gì con nói sẽ có người tin hay sao? Tôi tin. Những gì hai người nói tôi đã nghe hết rồi. Mình đã quên cúp máy. Ba không cần giải thích với tôi. Bà hãy giải thích với ba tôi đi. Chị ơi, tôi không có ý làm như vậy. Con câm đi. Tại sao con đối đầu với má hết lần này tới lần khác vậy? Con mau sanh con đi. Con biến mất thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Má rất muốn con sanh con, cũng là muốn con biến mất trước mặt má, không còn ở đây cản trở má dùng thủ đoạn. Nếu ngay từ ngày đầu tiên con bắt đầu không giúp người ngoài đối đầu với má, má đâu cần phải làm như vậy. Má làm tất cả mọi việc là vì bản thân của má. Luôn cả con trai con dâu của má, đứa cháu chưa ra đời của má, má cũng có thể lợi dụng, má thật là quá đáng.